Dạ, khỏe không anh? Ừ, ở nhà thì khỏe. Em muốn hỏi cái vụ này là để cho mấy đứa em cháu nó biết rõ. Ngày trước thỉnh thoảng anh tới nhà em chơi rồi có anh Tùng á, nhớ không? Anh Tùng mà anh làm ở tiểu khu Chương Thiện đó, ảnh mới lúc mà mấy bà quánh bà tí sắt mà anh em mình ra phía sau vườn nhà em kể chuyện xưa nhắc vụ ông Nguyễn Hữu Hạnh đó. Thì lúc đó em nhớ là anh Tùng ảnh có kể là ông Hạnh ổng kẹt cái vụ địch giận binh giận gì đó. Tại vì con trai của ổng tuổi vừa cộng ở bị bắt. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Anh là người cho ổng cái áo sơ mi trắng ông mặc mà. Tại Dinh Độc Lập mà. Ok. Bị bây giờ thấy tụi cộng sản đi vô nó bắt cởi áo ra. Thì anh thấy vậy anh mới mở cái sách ra sau này được cái áo sơ mi trắng cho ổng. Ồ, em chỉ nhớ là cái lúc mà tới nhà em chơi đó, lúc mình ra ngoài á, thì anh Tùng ảnh có kể em cái vụ là ông Hạnh ông kẹt là vụ thằng con trai là phi công bị bắn rơi. Dạ. Yeah, yeah. Chứ phải chứ trước đó ổng không có theo vợ chồng. Dạ. Nghe vậy đó. Đúng rồi. Rồi em. Cái vấn đề đó là ngay từ khi mà thằng con ổng thì bắt đầu ổng quanh nhà ổng làm việc cho công sản. Dạ. Yeah. Ok. Rồi. Rồi. Rồi ông Tùng ổng còn sống hay chết rồi anh? Chết rồi. Em nhớ không lầm thì lúc đó ổng nói với em là lúc đó ổng phục vụ tiểu khu Chương Thiện. Ừ. Anh Tùng ảnh cấp bậc gì lúc đó? Thiếu tá, đại quý. Ở đại quý. Cảm ơn anh, em nhớ tới vụ này để cho mấy đứa nhỏ nó hiểu. Dạ. Ok em. Dạ, cảm ơn anh. Chồng mấy đứa nhỏ nha. Dạ dạ, để em nói với mấy đứa cháu. Cảm ơn anh. À, cái vụ này dịch bệnh này không biết chừng nào xong ha. Kệ nó. Rồi rồi 1.200 anh lãnh chưa? Chưa. Ok, rồi. Ừ, tại vì mình không có khai thuế. Làm việc. Dạ. Ừ, họ đóng thuế. Dạ, ok. Thì có liền. Rồi, em gửi lại thăm chị. Ok, rồi, bạn lắm. Dạ, dạ bạn. Thank you for watching. We're not going to be a socialist country. And it's not going to happen. Ba Thiên Đình, sư đoàn nhảy dù. Có một diễn tham càng nghe nhiều càng tèo 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 tèo. Ba Thiên Đình, sư đoàn nhảy dù. Càng nghe nhiều càng tèo. Quan càng to, cu càng teo mo. Thằng lính dù nào nói khi nhảy dù chim không teo thằng đó xạo. Mà đa số chúng nó nói xạo thiệt.